Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái máy hút chân không design mới, tức là cái thiết kế mẫu mới của năm 2021, năm 2022. Đây chúng ta nhìn sơ qua có thấy đúng là năm nay thiết kế mới này, màu sắc thì sáng hơn, đẹp hơn, và cái nó có nhiều cái tức là cải tiến về cả mẫu mã này, hình thức này, lẫn thiết kế. Với cái dòng máy hút chân không mẫu vuông này thì gần như anh em biết là nó không như một số các cái dòng khác, là nó sẽ có cái chân ở phía dưới, mà cái dòng này gần như là sẽ là đặt cố định. Cái dòng này thì nó thiết kế đợt này chính là cái hai đầu bắt là đặc điểm nổi bật nhất, dễ nhận biết nhất trong cái thiết kế của năm nay, là nó thiết kế ra phía bên ngoài. Công tắc thì cụm công tắc điều chỉnh điện on off thì thiết kế phần bên này, như của năm 2019, 20, 21 thì là bên tay phải. Và cái phần lỗ đổ dầu thì anh em có thể nhìn thấy là năm nay người ta cũng thiết kế là ở phía trên mặt, tức là oil in, phía cho dầu vào đây. Với cái sản phẩm mà này thì người ta cái công suất của nó sẽ là 46 lít trên 1 phút, và điện áp của nó là 220V trên 50. Cái ốc để kết nối giữa hai phần thân là hoàn toàn bằng ốc lục giác. Đây anh em có thể nhìn, em sẽ quay xa xa để cho chúng ta nhìn nhé. Đây chính là cái phần ốc lục giác, thiết kế rất là bắt mắt. Dưới phần ốc là cái phần long đen, giữ cho các cái phần thân này được bám sát vào với nhau rất là chặt chẽ. Đó, đây là cái phần điều khiển bảng điện này, được bao bọc. Cái thiết kế năm nay theo em rất là đẹp. Đây là cái phần để chúng ta cắm cái jack điện vào. Đó, và đây chúng ta cùng nhìn qua một vòng. Đó, đầu cao áp, đầu hạ áp. Và đây chính là cái điểm để chúng ta nhận biết nhé. Anh em lưu ý này, nhìn kỹ giúp em nhé. Đây khi là máy mới thì gần như 100% nó đều có dầu bên trong. Dầu bên trong để làm gì? Để vừa bảo quản. Đây nó cũng dạng vận hành như một cái lốc điều hòa đấy ạ. Đó, anh em có thể nhìn. Cái phần tai bắt này thì năm nay nó cũng đặc biệt hơn. Đây chính là cái phần tai bắt của máy. Thì chúng ta khi nào sử dụng thì anh em bắt vào đây. Đó, bắt vào đấy và chúng ta bắt vít là xong. Jack điện của nó thì đã có chờ sẵn này, ra ổ ba chạc này. Phần này là phần cắm để chúng ta chờ này. Đó, thì cái bộ sản phẩm của nó thì cũng sẽ bao gồm là một máy này, một jack điện, một tay nắm và một đầu chuyển đổi. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái mẫu máy hút chân không điều hòa ô tô, máy xúc, máy công trình và kể cả sử dụng cho điều hòa gia đình cũng rất là tốt. Với cái hiệu suất công suất cao và độ bền của máy cao thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Với cái mẫu sản phẩm này thì bên em cũng đã sử dụng tính đến nay là 4 năm rồi, bước sang năm thứ 4 rồi, cũng khá là ok. Thì cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.